khởi tố vụ án đoàn xe cưới gây rối trật tự, Hải, Idol và đồng hô bị bắt. Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến vụ một đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh. Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Đức Hải, tức Hải, Idol, Vương Đình Trường, Nguyễn Văn Năm, chú rể trong đoàn xe đón dâu, và Phạm Ngọc Phong. Các đối tượng này bị điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, diễn ra vào ngày 19 tháng 1 năm 2024 trên tuyến đường Trục Bắc Nam. Tại nơi ở của Phạm Đức Hải, cơ quan công an thu giữ một số máy tính, điện thoại và sổ sách liên quan đến vụ việc. Theo điều tra, Hải, Idol, đã lên ý tưởng cho việc đoàn xe dừng lại chụp ảnh để đăng tải trên mạng xã hội, lợi dụng đám cưới của Nguyễn Văn Năm là nhân viên cũ của Hải, Idol. Cơ quan công an xác định Phạm Đức Hải hiện hành nghề bán quần áo và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để bán hàng. Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ đoàn xe cưới gây rối trật tự công cộng, gồm Hải, Idol và đồng phạm. Vụ việc xảy ra khi đoàn xe dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh. Điều tra cho thấy Hải, Idol, là người lên ý tưởng dừng xe để đăng tải trên mạng xã hội, lợi dụng đám cưới của nhân viên cũ,